Quý vị thân mến, vòng đầu tiên của chúng ta mang tên là Dò Tìm, và chúng tôi sẽ có hai gói câu hỏi dành cho bốn người chơi như sau. Tư duy và kiến thức 1, 2, 3 chính là những câu hỏi đơn giản. Trả lời đúng thì mình được 10 điểm, trả lời sai bị trừ 5 điểm. Từ số 4 tới số 6 là những câu hỏi khó hơn. Nếu trả lời đúng được 30 điểm, trả lời sai bị trừ 15 điểm. Chắc mời Tú Vi trước. Tư duy đi, câu số 1. Tư duy số 1 như sau. Tranh gì không vẽ bằng bút hay màu? 30 giây trả lời bắt đầu. Ủa là tranh gì? Xin mời Lê Văn Anh, đáp án của anh là gì ạ? Theo Văn Anh nghĩ thì khá dễ. Khá dễ? Không đến nói, muốn nói là quá dễ. Đúng. Văn Anh trả lời là tranh cát. Tranh cát. Tiếp tục, chị Kha Ly. Chị cũng có đáp án giống như anh Văn Anh. Đó tại là... vì câu này cũng khá là dễ. Tú Vi, khi mà đọc câu hỏi thì mình có lẩm nhẩm là tranh gì mà không vẽ bằng bút hay màu nhỉ? Thì mình nghe loáng thoáng anh Thanh Duy nói là... Nữa. Tranh chấp nói, hả? Anh nói là đàn tranh. Đàn tranh. Cái xong mình ngẫm nghĩ, đàn tranh cũng đúng nhỉ. Xong mình mới nghĩ là nếu mà mình copy đàn tranh thì nó kỳ quá. Cho nên mình sẽ lấy là tranh, mình nói chữ tranh thôi thành là tranh đấu. Tranh đấu. Đúng. Cũng được. Nè, hồi nãy mình ghi đàn tranh là sao bé? Tại bắt đầu từ tranh, đúng không? Tranh gì? Đúng rồi. Chứ bây giờ mà đàn tranh là coi như sai rồi. Ủa, anh có ghi đàn tranh không? Đúng rồi. Ủa, vậy sao anh nói đàn tranh là em xíu copy rồi? Trời ơi, Tú Vi, không bao giờ chơi độc lập, đừng bao giờ bị đối thủ mình đánh lừa. Trời ơi, vô đây là... Trời ơi. Vậy câu trả lời của anh là gì anh Thanh Duy? Tranh giành. Cũng vậy thôi. Cũng vậy thôi. Giống em. Bên đây là phe tranh cát và bên đây là phe tranh đấu tranh giành, đúng không ạ? Tại tôi tư duy lắm. Tư duy này có hợp lý với chương trình hay không xin được thông báo là chính xác. Chúc mừng. Là đúng hết đó hả? Là đúng hết. Mỗi người. Vâng, câu hỏi số 2 mời chị Kha Ly lựa chọn. Chị lúc nãy là tư duy rồi thì bây giờ mình kiến thức số 4 đi. Câu hỏi số 4 kiến thức như sau. Đâu là tên thật của nhà văn Tô Hoài? Chúng ta sẽ có 4 gợi ý. 1. Nguyễn Lữ, 2. Nguyễn Sang, 3. Trần Sang, 4. Đặng Lan. 30 giây trả lời bắt đầu. Trời. Trời khó quá ha. Cái này chỉ có nhìn thấy một cái quen thôi nè. Hết giờ. Tô Hoài là với màn Phiêu Lưu Ký phải không ta? Chính xác. Nhưng mà vậy em không thì biết, em câu không trả lời của Vi là gì? Nguyễn Lữ. Đây là một cái... Tự Vi thấy nó quen quen á. Nhớ quen quen. Có nhà văn Thế Lữ mà, dễ bị nhầm lắm á. Anh Duy chọn Nguyễn Lữ. Nguyễn Lữ luôn. Tại vì nghe quen quen chứ là nhiều khi là Thế Lữ. Vậy không biết mọi là người rất hay bị nhầm với cái Thế Lữ á. Người quen đúng quen rồi, lại, Văn Anh cũng bị nhầm. Chính xác. Nguyễn Lữ luôn. Anh chọn Nguyễn Lữ luôn. Còn chị Kha Ly. Có mình chọn Trần Sen à. Cứ hên xui à, nhiều khi không người nào giỏi văn là biết. Và đáp án chính xác của chương trình, nhà văn Tô Hoài của chúng ta rất là nổi tiếng tại Việt Nam. Bút danh của ông ấy gắn liền với hai địa danh, thứ nhất là sông Tô Lịch và phủ Hoài Đức. Và tên khai sinh của ông đó chính là Nguyễn Sen. Dạ chi buồn với bốn người chơi. Dạ là Nguyễn Sen chứ không phải là Nguyễn Lữ. Đã chọn Nguyễn Sen là được rồi. Tự nhiên chọn Trần Sen chứ không biết nữa. Chưa may mắn lắm, nhưng thôi bây giờ mình đến với câu số 3. Dạ, mời anh Lê Văn Anh lựa chọn. Nên nâng độ khó dần xíu đi. Vâng. Số 3. Tư duy số 3. Dạ. Nó cũng... Nếu như mà số 3 thì thôi, anh muốn khó thì anh lấy số 4 luôn. Cho đúng, điểm đúng, nó đúng. Cao hơn. Số 3 thôi, vì tư duy Văn Anh cũng có hạn. Đồng ý. Tư duy số 3 như sau. Nước gì phơi nắng càng lâu thì lại càng nhiều? 30 giây trả lời, bắt đầu. Nước gì tư phơi duy, nắng... Tư duy. Nước gì phơi nắng càng lâu... Đúng không ta? Nước gì ta? Hơi tự nhiên sai không nghĩ ra đó. Gì ta? Nhanh lên, 10 giây. Chị Kha Ly, đáp án của chị là gì? Chị là nước đá. Trời ơi, y chang em luôn. Hay hả? Em là nước đá. Nước đá. Tại vì phơi càng lâu phơi thì sẽ chảy, nó chảy ra. Nó chảy nước nó thành, ra. Nó sẽ cay. Nhưng mà phơi lâu nữa là bốc hơi, mất. Đúng rồi. Đó, bởi vậy Vi nghĩ tới khúc đó cho nên Vi mới nghĩ hơi sai đó. Lèo. Ai vậy là Tú Vi cũng để là nước đá. Đúng rồi. Anh Duy, đáp án của anh là gì? Nước hồ. Hồ nước á. Tại vì nó đâu có bốc hơi đâu. Sao không? Bốc sao hết được. Bốc thì nó cũng phải hết chứ. Hồ Hoàn Kiếm sao hết được em. Thôi. Bây giờ tư duy mà mình sáng tạo chứ. Nhưng mà mình đâu có đo được. Những cái nơi mà hạn hán đó, ví dụ như nắng nóng quá mà không có mưa thì nó cũng sẽ bốc hơi hết thôi. Anh ơi, đáp án của anh là gì thì lúc nãy lại trả lời là nước bốc hơi.
Nước bốc hơi. Nước bốc hơi. Bởi vì là nghĩ cái vòng tuần hoàn của nó, nếu nước bốc hơi nó lên càng bốc, càng nắng thì càng bốc hơi lên, đi lên nó là lại xuống lại nhiều. Lên thành mây, mây xuống là mưa, mưa đúng mưa rồi, tiếp đúng lại rồi. Vậy nên cũng thành nước đá. Vậy nước đá là chính xác nhất. Vậy luôn hả? Trời ơi, ngang ngược. Có thể okay. Có một đáp án là nước mồ hôi á. Dạ. Nhưng mồ hôi thì càng nắng thì càng ướt, mồ hôi nó càng chảy. Đó là đáp án của chương trình đó. Nước mồ hôi. Ủa, khoan. Nếu như nước mồ hôi là nước hồ cũng đúng luôn. Nó bốc hơi lên thì nó lại xuống nữa. Từ từ, điểm giải thích cho. Có nghĩa là trời càng nắng thì mình mà đi ra bên ngoài thì cái nước mồ hôi của mình nó mới đổ ra càng nhiều. Trời ơi. Chứ cái đó là cái câu đố mẹo mà. Đây là tư duy là mình sáng tạo. Thôi nhưng mà nước đá cũng được, chấp nhận đi. Nước đá nó bốc hơi. Nó bốc hơi. Nó lúc trả lời mà nước bốc hơi xong rồi anh thấy sai rồi chết rồi, phải là nó nước mồ hôi mới đúng. Thôi thôi, trả lời nước bốc hơi đúng rồi, đừng cho bạn nhảy. Bây giờ bốc hơi nè, lấy mỗi người bốc mỗi người 5 điểm giùm em cái bốc liền. Ê, coi bộ cao thủ hơi bị ấy rồi nha. Ok đó nha. Cao thủ hơi được đó nha. Rồi bây giờ là câu cuối nè, để coi có lộ diện hay không nè. Mời anh Thanh Duy. Tư Duy phải không? Giờ kiến thức nè. Kiến thức nè. Số 6. Trời ơi. Câu hỏi kiến thức số 6 như sau. Nguồn gốc tên gọi Bắc Băng Dương trong tiếng Anh bắt nguồn từ một từ có nghĩa là gì? Có 4 nghĩa: 1 gấu, 2 tuyết, 3 cực bắc và 4 to lớn. 30 giây trả lời bắt đầu. Trời ơi, là gì? Hết thời gian. Xin mời mời anh Thanh Duy. To lớn. To lớn. Bởi vì Bắc Băng Dương mới, nếu như mà băng mà nó tan đi á là coi như trái đất bị hủy diệt hết. Cho nên anh suy đoán đó là sự to lớn. Tiếp tục, chị Kha Ly. Chị thì nghĩ là cực bắc. Tại vì có chữ bắc phải không? Đúng, em cũng trong nghĩ vậy. Trong tiếng Anh nha. Nhưng mà tiếng Anh, tiếng Việt, về miễn tiếng Việt nó có chữ bắc đứng đầu kìa. Là chị bốc gì chọn thôi. Cảm ơn chị. Anh Lê Văn Anh. Anh theo suy luận thì Bắc Băng Dương thì nói những cái nơi mà có tuyết băng này nọ. Thì Văn Anh chọn tuyết. Cảm ơn anh. Tu Vi. Thật ra cái này là Vi nhắm mắt, Vi bấm đại là cái gấu đó. Tại gấu vì à? Thấy là không thể nào gọi là Bắc Băng Dương mà nó nghĩ là to lớn. Hoặc là nếu mà nó là cực bắc thì nó cũng đơn giản quá. Đúng thì rồi. Nó sẽ tại là... vì hồi nãy Minh Sù có nghe Vi là đọc lại cái từ là Arctic Ocean. Có nghĩa là mình phải quan sát cái từ tiếng Anh, từ tiếng Anh nó có cái nghĩa là cái gì. Gấu hay là gấu lạnh chắc như thế. Gấu, thật ra gấu là tiếng đúng Anh là bear. Đúng rồi. Chắc chắn là chỉ có một người có điểm thôi. Và sẽ được giải thích cho các anh chị để bật mí đáp án. Rồi. Tên tiếng Anh của Bắc Băng Dương đó là Arctic Ocean. Nhưng theo từ điển tiếng Anh, cái nguồn gốc của cái từ Arctic đó là Bắc Cực. Nhưng trong tiếng Hy Lạp thì có nghĩa là gấu. Chúc mừng! Yeah! Nó kỳ ra. Sao thấy nó... Tại vì con gấu là nó ở Bắc Cực đúng không? Thì đúng rồi. Cái này là may mắn đúng. May mắn lý, rồi. Hợp lý. Và đó chính là đáp án của chương trình. Và chúc mừng cho Tú Vi đã có 30 điểm và ba người chơi còn lại bị trừ 15 điểm mỗi người. Bây giờ đã hết quyền lựa chọn câu hỏi. Xin mời các anh chị, chúng ta sẽ bắt đầu lập luận. Xin mời đầu tiên anh Duy trước đi. Anh thấy đang nghi ngờ ai ạ? Lập anh Duy ơi, cái lượt của anh nấu đó sao không nấu gì vậy? Đây nè. Anh đang nghi ngờ Tú Vi. Vì sao? Thấy không? Một cái người mà có thể giải thích được cái từ Hy Lạp đó, nó khó lắm. Em đâu có giải thích được cái từ Hy Lạp đâu. Không. Thật sự là câu này rất là khó. Bởi vì ở mà Bắc Tú Cực Vi, đó... Tú Vi là một cô giáo sư phạm English. Yeah. I teach English when I was young. Nhưng mà lúc nãy Tú Vi nói một câu là em nhắm mắt em chọn đại, làm cho chị cũng bị nghi ngờ. Đó, không, cái này em có thiệt. Đúng không? Đây là em chọn đại. Văn Anh à, anh hãy coi lại đi. Đúng rồi. Không, bởi vì anh đúng rồi. Nhớ lại nãy giờ từ đầu chương trình là... Thấy không? Anh Văn Anh trả lời cái câu tư duy đúng, nó vẫn thuộc là cái sáng tạo. Còn cái này nó thuộc về kiến thức, là cái người này phải dữ dằn lắm mới biết được. Không, em nói cái câu này em không biết thiệt. Nhưng mà tại vì em nhìn thấy con gấu và em nghĩ con gấu nằm ở bên Bắc Cực là có. Cho nên là em mới bấm. Thế bây giờ tiếp tục, xin mời chị Kha Ly, chị đang nghi ngờ ai? Thật ra là từ đầu là chị trong lòng chị là chị cũng hơi nghi ngờ Tú Vi một tí. Là nãy giờ cái nào là em trả lời? Những cái mà Tú Vi trả lời đa phần là đúng. Đa không phần có. Là đúng. Trời, chị đúng câu cuối. Hả? Nè, cái câu mồ hôi á em cũng sai nè. Đâu? Tất cả mọi người đều sai hết, chị đúng câu cuối thôi. Nói chung tôi chỉ nghi hai ngờ thôi. Một là Tú Vi. Ủa, cái hai là chồng tôi. Hai là chồng tôi, vì sao lại là chồng tôi? Tại vì mới nãy cái câu mà nước gì mà càng phơi nắng càng nhiều. Mà ông lại trả lời là nước hồ. Ủa, nước hồ là nước gì? Nước hồ là bốc hơi đó, ý là bảo nước hồ bốc hơi đúng giống như là một cái lập luận nó đại đại cho xong. Đại đại cho xong vậy đó.
Không sao, để đó, mời anh Lê Văn Anh. Văn Anh thì cũng trọng tâm vào chỗ Duy và Vi. Ủa sao kỳ vậy? Đã được. Ủa sao kỳ vậy? Đây, cái này, cái bóng nếu mà trước khi trước cái câu gấu á thì Văn Anh cũng nghĩ là Duy là cao thủ, nhưng mà sau khi Duy nói thế thì lại nghiêng về Vi. Yeah. Nhưng mà sau khi nghe câu chuyện rồi thì Văn Anh lại lập luận lại một cái. Là biết Khali. Đâu là Khali. Là Khali. Biết đâu Thanh Duy lại biết. Yeah. Giả vờ trả lời sai và vin một cái cớ là con gấu đó là đánh vào tư duy của Vi là một người nắm sẵn đáp án. À. Nhiều khi đổ tội cho Vi thì sao? Dạ. Yeah. Trời ơi. Trời ơi. Một người chồng hoàn hảo. Cái đó, cái đó mới là cao thủ. Rồi, thời gian đã hết. Xin mời bốn người chơi nhắm mắt. Xin mời anh Lê Văn Anh mở mắt ra và đưa tay về nhân vật anh muốn loại. Đừng loại em nha anh. Mời Tú Vi mở mắt, đưa tay về nhân vật mình muốn loại. Cảm ơn Vi, nhắm mắt tiếp. Mời chị Khali mở mắt ra. Cảm ơn chị. Và mời anh Thanh Duy. Biết ông chị mình đó. Cảm ơn anh. Mời bốn người chơi mở mắt. Đúng không Duy? Đúng không Duy? Thông báo kết quả đến với bốn người chơi và tất cả quý vị khán giả là người đã bị loại trong vòng đầu tiên này nhận được tới 3 sự bình chọn. Wow. Là 3 người cùng chọn một người á. 3 sự bình chọn. Được nhận luôn á hả? Và có một người nhận được có một sự bình chọn mà thôi. Và đó chính là Thanh Nhi. Biết ngay. Nghĩ tôi cao thủ không mà kỳ thiệt luôn á. Chưa chắc anh Duy là cao thủ. Biết được cao thủ vẫn còn tồn tại ở đây và chúng ta sẽ cùng với nhau tiếp tục hành trình tìm ra cao thủ ở vòng 2 được mang tên Định Vị. Xin mời.